You almost had made it. No, keep going. You got it. Keep going. You got it. Yeah. So the knee can slide down, right? Yeah, swim. Yeah, you can swim. Oh, this is nice. Yeah, look. Imperial Glamis and do này, cái cát này á cao tới 330 feet từ dưới cái đáy sa mạc. Là mọi người biết nó cao cỡ nào. Chu vi nó là 40 mile và chiều ngang của cái dunes này á là ngang 5 mile. Ở đây á mọi người muốn đến sử dụng á phải muốn sử dụng là như thế nào? Xe không chỉ lái được trên cái đường người ta vẽ đi, đường chính thức. Một khi mà mình ra khỏi đường, mình phải mua cái cờ để mình gắn lên. Mọi người cẩn thận, cái đó là không có chuẩn bị nên là không có đi được. Thì cái permit, cái thứ nhất là cái permit mà mình muốn mua đó, mình mua trước online đó, thì chỉ có 35 đồng thôi. Nếu mà mình mua tại chỗ, mua ở đây để mình gắn lên xe mà đi đó, là 50 đồng cho một lần xài. Và họ là thấy trên website ghi là họ chỉ yêu cầu mình có cái permit từ 1 tây tháng 10 cho tới 15 tây tháng 4. Không phải là sao chúng tôi ăn đó thôi. So, ở đây được cho là cái sand dunes lớn nhất nước Mỹ mà người ta chơi OHV. OHV viết tắt của chữ Off-Road Highway Vehicle, có nghĩa là những cái loại xe nào mà off-road. Cái sand dunes này là người ta lớn nhất để chơi những cái môn giải trí đó. Ở đây it's so crazy. Ngang ngang cái trailer, cái RV mình đi, mọi người thấy không? Cả ngang ngang cái chứ không phải trăm cái, ngang ngang cái mà bây giờ là gần tới Thanksgiving rồi. Không biết mọi người có về đến nhà Thanksgiving celebrate không ở đây. Okay, let's go have fun. We'll be right back.
Thank you.
Scorpion Kings rất là nhiều bộ phim lên research. Ở đây người ta đến chụp hình đám cưới, chụp hình, nói chung là chụp hình gì người ta cũng đến đây, rất là đẹp. Tại vì không có ai ngờ là ở California mình mà có một cái bãi cát, cái đụn gọi là cái gì là đụn cát, đụn cát, cái sand dunes mà nó lớn như vậy, giống như mình tưởng mình đang ở bên Ai Cập á, Egypt. Tại vì vô đây giống như một cái thành phố khác rồi. Thank you.